Rồi đấy ngon chứ. Nào chèo đôi. Đấy, lại, ta lại. Toàn đọc ngon nhé. Ngồi đây thử quả nào. Đấy, quả ngon nhờ. Ngon chưa? Toàn quả ngon chứ. Phê chứ. Bỏ vào đây. Đây là đem đi bán nha các bác. Nhìn mấy cái này chưa chín mấy.
sầm hồi lấy thì mình mới được bằng này. Bao giờ mới đầy bao nhỉ? Nhiều con ấy quá. Mẹ kiếp mày. Ngồi làm vài quả đó. Nhìn ngon chưa? Phê. Sau gần 30 phút mình đã được đẩy bào và mình về thôi. Hào vậy đó. Chế mưa rồi. Về luôn à. Đến xe rồi. Về thôi, xin chào anh em nhá.